xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Giới thiệu với các bạn, đây là cây hoa 10 giờ màu đỏ mà mình đã trồng từ một thân duy nhất để làm bonsai dáng nghiêng, rất tuyệt vời. Các bạn xem, màu hoa đỏ rất tươi và dáng cây thì rất là đẹp. Còn dưới mặt chậu các bạn xem, những cái rễ nó nhô lên nè, trông dáng cây rất là già dặn. Và hoàn chỉnh cây bonsai này trong khoảng thời gian 2 tháng rưỡi đó các bạn. Và điều mình muốn gửi đến các bạn đó chính là cách làm, một cách làm rất đơn giản và dễ. Thì các bạn lựa chọn những cây hoa 10 giờ sau khi cắt bỏ những nhánh quá dài, và chúng ta giữ lại những rễ đẹp như thế này đây các bạn. Và những rễ này khi chúng ta tạo bonsai dáng nghiêng thì rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cho chất trồng vào chậu. Các bạn lựa những chậu nào mà nó phù hợp với dáng bonsai thì sẽ giúp cho cây bonsai của chúng ta đẹp hơn nha các bạn. Và các bạn đặt cây bonsai vào, sau đó chúng ta chỉnh sửa lại. Nó giống như thế này đây các bạn. Thì trong quá trình chúng ta tưới á, thì cái phần đất này sẽ trôi ra và sẽ lộ lên cái bộ rễ rất là tuyệt vời. Và đã xong như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ tưới nước cho chậu cây. Các bạn tưới cho thật là nhiều nước vào. Chúng ta sẽ để chậu cây ở nơi mát có ánh sáng từ 3 tới 5 ngày. Thì khi cây hoa 10 giờ này phục hồi hẳn, các bạn sẽ cho cây ra nắng và chúng ta chăm sóc bình thường. Các bạn xem nè, bộ rễ của cây rất là tuyệt vời. Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Và sau một tháng tiếp theo, cây hoa 10 giờ chúng ta trồng từ một thân duy nhất đã phát triển rất tốt. Dáng cây rất là đẹp. Và các bạn xem nè, tán cây cũng đã dày hơn rất là nhiều. Và đến thời điểm này, các bạn sẽ dùng một sợi kẽm dài, chúng ta sẽ uốn tròn lại để tạo cái giá đỡ vững chắc cho cái tán cây đó các bạn. Và các bạn uốn cong giống như mình, như thế này đây các bạn. Và sau khi uốn xong thì các bạn đặt vào phần gốc cây, nhấn xuống và chúng ta cố định lại. Dùng dây rút, các bạn sẽ cột cố định lại để giúp cho cây hoa 10 giờ của chúng ta vững chắc hơn. Và sau đó các bạn dùng kéo cắt bỏ phần thừa của dây. Và những nhánh quá dài như thế này, các bạn cũng cắt tỉa lại để giúp cho tán cây của chúng ta gọn hơn. Rất đơn giản và dễ làm phải không các bạn? Và chúng ta chỉ mong chờ vào những ngày tháng tiếp theo để chậu hoa 10 giờ này đẹp hơn. Đây là thời điểm sau 3 tuần tiếp theo. Các bạn xem, cây hoa 10 giờ bonsai của chúng ta có dáng rất đẹp. Và tán cây cũng đã dày hơn rất là nhiều các bạn ạ. À, đây nè các bạn xem nè, phát triển rất là tốt. Chỉ một cây duy nhất thôi chúng ta vẫn làm bonsai được nha các bạn. Còn phần gốc cây thì các bạn xem nè, bộ rễ rất là đẹp. Và đến lúc này các bạn dùng những viên sỏi nhỏ chúng ta rải trên mặt chậu nè để trang trí cho đẹp hơn. Rất tuyệt vời phải không các bạn? Do có cái phần giá đỡ ở dưới đây á, do đó tán cây bonsai của chúng ta rất là vững chắc. Và diện tích chậu nhỏ như thế này thì các bạn nhớ thường xuyên giữ ẩm đất trong chậu để giúp cho cây bonsai hoa 10 giờ của chúng ta phát triển tốt hơn nha các bạn. Và đây là thành quả sau 3 tuần tiếp theo. Các bạn xem, cây hoa 10 giờ của chúng ta nở hoa rất là đẹp, rất là tươi luôn các bạn. Thì đối với hoa 10 giờ các bạn để ngoài nắng, màu hoa rất là đậm. Và cái dáng cây bonsai này rất là tuyệt vời. Các bạn xem nè, cái phần rễ nhô lên rất là đẹp. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo bonsai hoa 10 giờ từ một cây duy nhất dáng nghiêng như thế này, với một cách làm rất là đơn giản. Video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong làm bonsai hoa 10 giờ.